Chàng trai ơi, sao anh đeo cặp Gucci mà chân anh mang giày Dolce? Thường thì anh dắt thêm đôi Vaccaro với Abody, giờ thì Way Alpha. Thấy anh cứ biết ga, hằng đêm anh không công đá với gì ra. Giờ ngã tư anh cũng nhìn theo như làn khói. Pikachu bắt anh nên chưa qua đó nếm được, nhưng mà hôm kia anh qua. Tại sao anh không xuống luôn? Tại sao em cứ mãi luôn bắt anh trông mong? Này người đẹp ơi, chẳng em đi sụp cu chỉ mà là trông như Made in China. Đôi quần jean rách lung tung nhưng em đã mang thêm mười ngọc. Vậy thì anh không quan tâm vì anh luôn luôn đón em. Anh luôn luôn sẽ mãi ở bên em. Và giờ anh cứ hát lên cho em nghe một bài tình ca. Đi đi da đi da, da đi da đi da. Trời già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Em là cô gái còn sắc son, còn anh là liều thuốc bổ. Châu gà thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Em thì trông như ngái một con, thế mà anh vẫn cứ đổ. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là củ su hào. Củ su hào trông ở đâu nào? Củ su hào trông ở Tây Lào. Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là củ khoai tây. Củ khoai tây trông ở đâu? Trông ở à? Quên lời rồi.